Pháp hội Bồ Tát Tạng. Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật thứ 9. Hán dịch nhà Đường, Pháp sư Huyền Trang. Việt dịch Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất: Thế nào là Đại Bồ Tát vì vô thượng Bồ Đề nên y dựa Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà thực hành Bồ Tát hành? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát y dựa tinh tấn Ba La Mật mà tinh tấn tu học thực hành Bồ Tát hạnh. Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ bất thối tinh tấn, có thể chẳng kể thân phàm quý trọng mà phát đại tinh tấn cầu pháp môn vi diệu Bồ Tát tạng, ân cần lắng nghe, thọ trì đọc tụng, nghiên tầm cứu cánh, thông đạt nghĩa thú, vì người mà rộng diễn giảng giải khai thị, hoặc lại biên chép tu học đúng lý. Đây gọi là Đại Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chẳng kể thân mạng? Lúc Đại Bồ Tát thực hành tinh tấn Ba La Mật, dầu bị kẻ khác khủng bố hăm dọa, nếu ông ở nơi kinh Bồ Tát tạng này mà thọ trì, độc tụng, nhận đến rộng giảng diễn, khai thị cho người tu học như lý, thì ta sẽ lấy 100 cây tên nhọn đâm xuyên qua thân thể ông, trừ dứt mạng sống của ông. Dầu nghe lời hăm dọa ấy, Đại Bồ Tát chẳng để tâm, không sợ sệt, không kinh hoảng, phát bốn thứ quay thế dũng mãnh kiên cố. Nơi pháp môn di diệu Đại Bồ Tát tạng càng thêm tinh tấn, chẳng dứt, chẳng bỏ, chẳng xa, chẳng rời, thành tựu đầy đủ tính giải mãnh lợi, tính giải kiên cố, kham nhẫn kiên cố, chánh cần kiên cố. Này Xá Lợi Phất, ta sẽ vì ông mà nói thí dụ về kiên cố nhẫn, kiên cố chánh cần, để cho Đại Bồ Tát được kiên cố nhẫn, kiên cố chánh cần, thực hành Bồ Tát đạo chẳng kể thân mạng. Này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả hữu tình chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, hoặc loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc loài có sắc hình, không sắc hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, không tưởng, hoặc loài thấy được, chẳng thấy được, tất cả chúng sanh ấy trong khoảng sát na đồng thời được thân người, đối với Bồ Tát họ đồng kết quán thù rất nặng, bảo Bồ Tát rằng: Nếu ở nơi kinh Bồ Tát tạng ấy mà ông thọ trì, đọc tụng, nhận đến vì người rộng giảng, nói, khai thị, biên chép, tu học như lý, thì chúng ta đồng bắt trói ông, sẽ giết chết ông. Vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật nên Đại Bồ Tát dầu nghe lời hăm dọa ấy nhưng không hề có một niềm sợ hãi, chỉ nhiếp trì đủ bốn thứ chánh pháp chuyên cầu pháp môn di diệu Bồ Tát tạng. Đây gọi là Đại Bồ Tát thành tựu bất thối tinh tấn Ba La Mật vậy. Lại còn thành tựu vô biên quay lực dũng mãnh tinh tấn, chánh cần dũng kiện, tịnh giới dũng kiện, đại dẫn dũng kiện, đẳng kỳ dũng kiện, đại huệ dũng kiện, chánh hạnh thắng trí, thảy đều dũng kiện. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành tinh tấn Ba La Mật, vì Đại Bồ Tát ấy đầy đủ nhẫn lực lớn như vậy, nên giả sử mười phương vô lượng chúng sanh đều cầm đao kiếm đâm chém Bồ Tát, đối với chúng sanh ấy, Bồ Tát chẳng hề có một niềm giận hờn. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì an trụ nhẫn lực như vậy nên an vui vững vàng như Đại Phạm Dương, như Thiên Đế Thích, như núi Tu Di, chẳng khuynh động, thường an trụ từ bi, luôn quan niệm cứu độ chúng sanh, trọn không thối chuyển công hành đang thực hành. Mà Bồ Tát này lòng bao dung rộng lớn như đại địa, như đại thủy, như đại quả, như đại phong, như hư không, lại hay tu tập đối trị cội gốc tham sân si. Này Xá Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát đem tất cả trân bửu vô giá chứa đầy cả hằng sa vô lượng thế giới, dùng phụng thí cho vô lượng đức Như Lai đẳng chánh giác, lại có Đại Bồ Tát thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật lắng nghe pháp môn di diệu Bồ Tát tạng như vậy rồi, qua ở chỗ vắng rảnh nhiếp tâm suy gẫm pháp ấy và tinh tấn tu học, lại khiến các Bồ Tát chưa tu học cũng ưa thích tu tập. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát này vì thực hành tinh tấn Ba La Mật nên nhiếp trì vô lượng thiện căn di diệu, chẳng phải người dân thí kia có thể bằng được. Tại sao? Vì thiện căn như vậy thuộc về vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên chư Đại Bồ Tát ở nơi pháp môn di diệu Bồ Tát tạng này phải lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, hoặc lại biên chép, rộng giảng nói cho người phát khởi tinh tấn dũng mãnh tu tập. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phát khởi tinh tấn Ba La Mật
phải nên tu hành chỗ bất hành hành. Chỗ bất hành hành ấy là Niết Bàn vậy. Nói bất hành là vì các thiên ma chẳng đi, còn nói hành là vì các người lành tu tinh tấn thì đi nơi ấy. Nói người lành là chư Phật, độc giác và đệ tử Phật. Tại sao? Vì các người lành lên thánh đạo và chư Phật Thế Tôn đều xu hướng bát Niết Bàn vậy. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh phần đông đi ba chỗ, đó là tùy thuận ác đạo, xu hướng ác đạo và sẽ đọa ác đạo. Vì thế nên đối với pháp tạp nhiễm, chư Đại Bồ Tát tròn chẳng tùy thuận, chỉ cầu những pháp lành xuất đi giới nhẫn đa văn. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh thế gian phần đông an trụ vô nghiệp mà luôn tự cho là mình an trụ hữu nghiệp. Chúng sanh thế gian phần đông giải đãi mà luôn tự cho là mình phát khởi chánh cận. Vì thế nên, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát trí huệ trọn chẳng cùng với hạng vô nghiệp giải đãi quen gần nhau, lại cũng chẳng xa vào trong số của họ, chỉ quen gần với chư Đại Bồ Tát đồng một hành với mình. Tại sao? Vì chẳng có chúng sanh nào đối với Đại Bát Niết Bàn thanh tịnh vô nhiễm tối thắng mà sanh lòng tính giải thanh tịnh như Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phát khởi tinh tấn Ba La Mật chẳng những vì tự mình chứng Niết Bàn mà phát khởi tinh tấn, mà còn vì nhiếp thọ tất cả hữu tịnh, khiến các chúng sanh được lợi lạc nên tu hành chánh hạnh, phát khởi tinh tấn, khai thị diệu dắt đặt để chúng sanh trên đường thánh đạo. Do đó nên gọi Bồ Tát là Thiện Trường Phu. Đức Thế Tôn vì muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: chánh cần không lười nhác, thường đủ đại tinh tấn, nơi Phật Bồ Tát tạng sáng suốt luôn thọ trì, khéo tư duy pháp nghĩa, nơi Phật chẳng nghĩ bàn, luôn xin cầu tình pháp, nên gọi là Bồ Tát. Bậc chánh cần đại huệ ngồi cội diệu Bồ Đề, dẹp các quân ác ma, do bát nhã tinh tấn hiện thủ hộ cấm giới, nhiệm trì các thế gian, vì lợi ích chúng sanh thường tinh tấn vô hạn. Này Xá Lợi Phất, kinh điển Đại Thừa Đại Bồ Tát Tạng di diệu như vậy lưu bố trong đời hay làm cho chúng sanh phát đại hoan hỷ, lại hay dẫn sanh phước đức trí huệ, cảm đại tài phú, hay cảm chư thiên thù thắng khoái lạc, hay cảm đầy đủ viên mãn tất cả, hay sanh tất cả chư Phật Như Lai, trí lực vô sở quý, vô ngại trí, đại từ đại bi, bất cộng Phật pháp. Nói tóm lại, hay dẫn sanh tất cả Phật pháp, dẹp trừ ma quán, khiến tâm thanh tịnh, hay phát trí huệ, cùng gốc sanh tử, tận ngần mé khổ, hay gần Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, đời sau này, lúc Phật và các ông đã nhập Niết Bàn 500 năm sau, bây giờ có nhiều chúng sanh phước bạc đối với kinh này, họ chẳng tin, chẳng trọng, lại hủy diệt, dứt bỏ. Lại có vô lượng chúng sanh phước đức kính thờ kinh này như lý tu học, chuyên cần tinh tấn để cầu vô thượng Bồ Đề, để cầu giới, văn, định, huệ, giải thoát tri kiến, để cầu tất cả Phật pháp, lợi lạc tất cả chúng sanh, để bỏ tà kiến, tu hành chánh kiến, để bỏ sanh tử, tu hành thánh đạo, vì muốn diễn thuyết chánh pháp, hàng phục quân ma, vì muốn bỏ lìa tham ái, điều phục sân hận, phá trừ ngu si, dứt diệt vô minh, phát huệ minh vậy. Lại này Xá Lợi Phất, đời đương lai nếu có chúng sanh nghe pháp này rồi muốn cầu tất cả thiện pháp, thì nên phát khởi chánh cần dũng mãnh tăng thượng. Do vì nghe pháp di diệu này thì đối với Phật pháp không còn chướng ngại, quyết định không nghi. Này Xá Lợi Phất, bây giờ lại có vô lượng chúng sanh do phước đức nhiều nên có ý chí tăng thượng cầu vô thượng Bồ Đề được nghe kinh này, nghe rồi sẽ được sự vui mừng rộng lớn, rất khéo nghiên tập pháp môn di diệu Bồ Tát Tạng và tu hành đúng như lời. Lại này Xá Lợi Phất, bây giờ sẽ có người thích nghe giáo pháp của Như Lai, tùy theo nhân duyên sai biệt mà họ được nghe kinh điển này, nghe xong họ sẽ được sự vui mừng trồng lớn, được vui mừng rồi họ phát khởi tinh tấn, có thể ở nơi pháp bửu di diệu Bồ Tát Tạng này lấy chút ít phần thiết thiệt. Này Xá Lợi Phất, thí như trên mặt biển lớn có trôi nổi vô lượng trái chín đầy đủ sắc hương ngon ngọt, có một trượng phu phát khởi sức dũng mãnh tinh tấn, lội vào biển lớn, vận động tay chân vớt lấy trái chín ấy, hoặc hai hoặc ba trái, rồi ra khỏi biển đến một chỗ ăn nếm trái chín ấy mới biết là rất ngon ít có. Trường phu ấy bèn nghĩ rằng những trái chín thơm ngon này
từ nào ta chưa hề được ăn, ta nên mạnh dạn lội vào biển lần nữa để vớt lấy những trái còn lại. Suy nghĩ xong, trường phu ấy trở lại mé biển thì không còn thấy trái chín đâu cả. Trường phu ấy rất hối hận, tự trách sao chẳng vớt lấy thật nhiều trái chín để nó trôi mất cả. Này Xá Lợi Phất, cũng vậy, sau khi Phật nhập diệt 500 năm sau, lúc chánh pháp vô thường sắp diệt, sẽ có vô lượng chúng sanh ít tinh, ít thí, ít giới, ít huệ, ít tu tinh tấn, tùy theo nhân duyên sai biệt mà họ được nghe kinh điển di diệu này. Nghe xong, ở nơi kinh này họ chỉ được chút ít nghĩa cạn nhỏ, nhẫn đến chỉ thọ trì một bài kệ 4 câu, lại bị ác ma nhiễu loạn, che ngăn, chẳng cho người khác nghe hỏi và cúng dường ca ngợi, kính tin người trì kinh ấy. Biết mọi người chẳng kính trọng, người ấy ở nơi kinh này an trụ tâm xã, đem chút ít câu nghĩa đã được nghe đến ở chỗ vắng vẻ để tư duy, quan sát, sinh lòng vui mừng, mà lại hối hận tự trách rằng: nay ta bỏ mất lợi lành, tại sao ta chẳng nghe nhiều, lãnh thọ nhiều chánh pháp của chư Phật Như Lai? Do đó, đối với Như Lai phát khởi tâm thâm trọng hơn lúc trước. Này Xá Lợi Phất, bây giờ có các tỳ kheo vì bị ác ma nhiễu loạn nên nghe kinh này rồi, đối với quần chúng họ sẽ phát khởi chê bai, cho rằng kinh này do các già văn soạn ra, chẳng phải do Phật nói. Vì thế nên đối với kinh này có các tỳ kheo hoàn toàn chẳng nghe, chẳng tin. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: được nghe pháp này đối với Phật pháp sẽ không chướng ngại, quyết định không nghi. Các người ít phước chẳng được gặp nghe. Người phước đức nhiều được nghe kinh này, các người ít phước giàu nghe chẳng tin. Nhiều phước nghe rồi đầu đội vui mừng, người ít phước nói chẳng phải Phật dạy, họ sẽ bị đọa như đuôi sa hố. Người nhiều phước đức nghe rồi vui mừng, sẽ sanh cõi lành như tô nhiễu nước. Các người ít phước nghe sanh lo rầu, họ sẽ thọ khổ chẳng thoát tối tâm. Dầu được nghe ít lại bị ma nhiễu chê bai Phật pháp, mau đọa địa ngục. Lại này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai thành tựu đầy đủ diệu trí thanh tịnh, nhận đến biết rõ tâm niệm của tứ chúng, hoặc tỳ kheo hay tỳ kheo ni, hoặc ưu bà tắc hay ưu bà di, ở đời tương lai lúc chánh pháp diệt, nghe kinh điển này, hoặc tùy thuận tin nhận, hoặc quỷ bán kinh khi, hoặc có người hoàn toàn chẳng được nghe. Tất cả như vậy, trí thanh tịnh của Như Lai đều biết rõ cả. Này Xá Lợi Phất, nếu có Đại Bồ Tát và các chúng sanh khác ở nơi kinh này nghe rồi, lãnh thọ, tinh tấn, tu tập, thì sẽ được thành tựu 4 pháp vô chướng thanh tịnh. 1 là thành tựu Thi La vô chướng thanh tịnh. 2 là thành tựu đầy đủ vô nạn thanh tịnh. 3 là thành tựu gặp chư Phật gần gũi cúng dường vô chướng thanh tịnh. 4 là thành tựu được ban đầu thấy Phật Di Lặc vô chướng thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, các chúng sanh ấy nghe kinh này rồi, tùy theo phương tiện tu tập, quyết sẽ được các thiện căn di diệu như trên đã nói. Lại này Xá Lợi Phất, đời đương lai lúc chánh pháp diệt, có các Đại Bồ Tát an trụ Đại Thừa, tu hành tinh tấn Ba La Mật, ở nơi kinh này chuyên cần tu học, phát đại tinh tấn, lắng nghe, thọ trì, biên chép, đọc tụng, nghiêm tầm, chỉ thú rộng vì người giảng nói khai thị. Bây giờ sẽ có 10 pháp chướng ngại xuất hiện thế gian. Các người có trí phải sớm hay biết, chế chuyển theo nó. Chỉ phải phát khởi tinh tấn dũng mãnh thọ trì kinh này. Những gì là 10 thứ chướng ngại mà người trí phải biết, chế chuyển theo nó? Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập. Bây giờ ác ma làm cho người trì kinh cấm khẩu chẳng nói được, ở nơi kinh này bèn chẳng giảng nói được. Đây là chướng ngại thứ nhất mà người trí phải hay biết, chế chuyển theo nó. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập. Bấy giờ ác ma làm cho người trì kinh đau mắt, bèn chẳng đọc tụng giảng nói được. Đây là chướng ngại thứ hai mà người trí phải hay biết, chế chuyển theo nó. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập. Bấy giờ ác ma làm cho người trì kinh tay chân bình mẩy đồng thời đều bệnh cả, bèn chẳng đọc tụng giảng nói được. Đây là chướng ngại thứ ba mà người trí phải hay biết, chế chuyển theo nó. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập. Bấy giờ ác ma làm cho người trì kinh chẳng thích chỗ mình đương ở,
mà muốn bỏ đi, bèn chẳng đọc tụng giảng nói được. Đây là chướng ngại thứ tư mà người trí phải hay biết chế chuyển theo nó. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập, bấy giờ ác ma làm cho người trì kinh giận thù làm hại nhau, bèn chẳng đọc tụng giảng nói được. Đây là chướng ngại thứ năm mà người trí phải hay biết chế chuyển theo nó. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập, bấy giờ ác ma làm cho người trì kinh sanh sự tranh cãi, gây gỗ, giận mắng, thưa kiện, do đó nên quán thù tàn hại nhau, bèn chẳng lưu hành giảng nói kinh này mà tạo tác sự việc khác. Đây là chướng ngại thứ sáu mà người trí phải hay biết chế chuyển theo nó. Có các tỳ kheo phát khởi tinh tấn ở nơi kinh này cầu nghe tụng tập, bấy giờ ác ma quá làm hình người tục hoặc người xuất gia đến chỗ người trì kinh làm rối loạn tâm ý, khiến chẳng thọ trì được, trở lại quỷ bán và thích sự việc khác. Đây là chướng ngại thứ bảy mà người trí phải hay biết chế chuyển theo nó. Đời tương lai lúc chánh pháp sắp diệt, có các tỳ kheo trẻ ở nơi kinh này phát lòng tin thanh tịnh ưa thích ở trong pháp luật của Phật, vì thực hành tinh tấn ba la mật nên họ phát khởi tinh tấn thâm tâm an trụ vô thượng bồ đề. Lại ở nơi kinh này họ cung kính lắng nghe, đã được nghe rồi lòng rất vui mừng. Bấy giờ các tỳ kheo trẻ ấy bị hai bổn sư hòa thượng và A Xà Lê làm chướng ngại mà bảo rằng: kinh của các ông thọ trì ấy chẳng phải của Phật nói, chẳng phải Phật Bồ Đề, chẳng phải chánh pháp, chẳng phải chánh luật, chẳng phải thánh giáo. Các tỳ kheo trẻ ấy nghe theo lời dạy bảo của hai thầy, bèn rời bỏ Phật Bồ Đề. Hai thầy lại bảo các ông phải tinh tấn tu học các luật, các pháp của ta dạy. Các tỳ kheo trẻ ấy tuân lãnh lời thầy, những thiện căn tăng thượng đã tu tập trước kia bị hai thầy phá hư. Sau khi thiện căn hư mất, các tỳ kheo trẻ ấy lại bị ác ma dối gạt, bèn tạo nghiệp chướng chánh pháp. Lúc lâm chung cảnh ác hiện ra, hôn mê si loạn mà lại cảm lấy nghiệp địa ngục. Các việc bất thiện ấy ở đương lai, Đức Như Lai ở hiện tại đây đều biết rõ tất cả. Ở đời đương lai lại có các tỳ kheo trẻ ở nơi kinh này sanh ác kiến, chê bỏ chẳng tin, đi đâu họ đều buông lời quỷ bán. Chư Đại Bồ Tát an trụ đại thừa phát khởi tinh tấn, trong thời kỳ ấy phải sanh bốn quán tưởng. Một là phải tưởng nghĩ tự điều phục tâm mình. Hai là phải quan sát sự việc của mình làm, chớ ngó đến sự việc của người. Ba là có lòng xót thương chúng sanh. Bốn là ở chỗ rảnh vắng có ý tưởng bảo hộ tâm mình và tâm người. Đời đương lai có nhiều chúng sanh thọ các tà kiến, đối với các tỳ kheo diễn nói chánh pháp, họ ít tín thọ, họ chẳng kính trọng, thưa hỏi nghĩa kinh, họ chẳng gần gũi cúng dường, trở lại lăng nhục khinh miệt. Với các tỳ kheo giảng thuyết phi pháp thì nhiều người tín thọ, họ được thế lực lớn, có nhiều người cúng dường kính trọng thưa hỏi, nhân đó họ quỷ bán kinh này. Bây giờ có các chúng sanh chẳng ưa thích kinh này, nghe quỷ bán họ càng vui thích, còn các người ưa thích vì nghe quỷ bán nên chẳng còn ưa thích kinh này. Các tỳ kheo ấy càng thêm đông mạnh đến nỗi người trì kinh này ở trước chúng hội chẳng khai thị được. Đây là chướng ngại thứ tám mà người trí phải hay biết chế chuyển theo nó. Đời đương lai có các tỳ kheo vì tham ái mà làm trộm cướp, ưa thích ba thứ tệ của thế gian. Một là ưa thích theo cầu cơm áo thế gian. Hai là ưa thích theo cầu uống ăn thế gian. Ba là ưa thích theo cầu văn hoa ca kệ hí luận thế gian. Đây là chướng ngại thứ chín mà người trí phải hay biết chế chuyển theo nó. Đời đương lai lúc chánh pháp diệt, có các Bồ Tát an trụ đại thừa vì thực hành tỳ lê gia ba la mật nên đối với kinh điển này phát khởi tinh tấn dũng mãnh, tăng thượng biên chép, thọ trì nghiên tầm đọc tụng, vì người rộng giảng dạy. Những người ấy sẽ bị ác ma nhiễu loạn và phiền não nghiệp chướng che đậy, nên vui thích việc thế gian, phương tiện siêng cầu sự nghiệp thế gian, càng ưa thích đàm luận việc thế gian và cần cầu những đàm luận thế gian, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích đông người rộn rịp và phương tiện cần cầu đông người rộn rịp. Vì thế nên ở nơi kinh điển này chẳng thọ trì, cũng chẳng đọc tụng nghiên tầm nghĩa thú, cũng chẳng giảng dạy cho người. Này Xá Lợi Phất, trong Phật giáo không có ai khác có thể làm tổn chánh pháp
hay làm cho chánh pháp ma quỷ diệt được, ngoại trừ các ác tỳ kheo lười nhác. Đây là thứ chướng ngại thứ 10 mà người trí phải hay biết, chớ chuyển theo nó. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: lúc chánh pháp diệt nhiều chướng ngại, sẽ khởi những thứ nghiệp ác ma. Với pháp lành sạch chẳng thích tu, cũng chẳng ưa cầu thắng niết bàn. Trí huệ ít kém đủ ác kiến, chẳng muốn an trụ trong chánh pháp, làm đủ các thứ hành phi pháp, sẽ đọa ác đạo quyết chẳng nghi. Những người như vậy lúc lâm chung, không ai có thể cứu họ được. Hòa thượng và giáo thọ của họ, mạng chung sẽ đọa ba ác đạo. Trăm ngàn câu chi do tha kiếp, vì cầu danh lợi mà bị khổ, thường bị ba thứ lửa đốt cháy. Làm sao cho họ mau thoát khỏi? Phật đã chứng thành vô thượng giác, chuyển đại pháp luân diệu thanh tịnh, trời người thế gian chẳng chuyển được. Nay Phật cố chuyển độ chúng sanh, đời sau mạt pháp các chúng sanh, bỏ pháp Phật mà đời khó có. Quen gần các phẩm loại ác ma, sẽ bị vô biên khổ rất nặng. Chướng ngại thế giới của họ tu, chướng nhân duyên bồ đề thánh đạo. Nếu ai siêng năng nơi Phật giáo mà làm mê lầm đường chánh đạo, nếu có lắng nghe pháp đại thừa tuyên nói các lý không vô ngã, lúc đương thực hành các chánh pháp, ác ma sẽ làm chướng ngại họ. Bảo đây là thắng, đây chân thiệt, pháp chẳng thắng thiệt, tưởng thắng thiệt. Trở lại quỷ bán Phật chánh pháp, phải biết sẽ mau đọa địa ngục. Nếu có chúng sanh đối với Phật cung kính mến ưa hết lòng tin, lắng nghe pháp Bồ Tát tạng này, mừng vui tùy thuận mà ca ngợi, ác ma biết họ vui đại thừa, cùng quyến thuộc ma đồng sầu khổ, liền biến hiện nhiều tướng khủng bố để làm chướng ngại kẻ chân tu, hoặc sẽ biến làm hình tỳ kheo trá hiện thân nhau để đàm luận. Bảo đây chẳng phải đạo Bồ Đề, sao lại noi theo mà học tập? Có các chúng sanh ở kinh này phát khởi chánh cần tinh tấn hành, lại bị dẫn dụ và khinh chê, do đó phế bỏ chẳng tu học, đã bị ác ma làm hoặc loạn, theo ý ma chuyển bị ma nắm. Ma bảo kinh ấy chẳng phải chánh, nơi pháp tịch diệt bèn dứt bỏ, họ cũng rời bỏ đấng đạo sư, cũng chẳng cần cầu pháp vô thượng, họ đã phát khởi ngã mạn rồi, sẽ mau chóng thẳng vào địa ngục. Bây giờ có số ít chúng sanh ưa muốn cần cầu pháp không này, chẳng được hòa hiệp đồng tu tập, đều riêng lưu tán nơi phương khác. Pháp tối thắng vô thượng như vậy, người sẽ được nghe đều kinh quỷ, người trì kinh pháp sợ trốn xa. Đời sau sẽ có các sự ấy, nước này sẽ toàn không người trì. Phương xa giàu có chẳng được nhiều, giàu có người trì tụng kinh này đều bị quên bỏ không han hỏi. Thế gian nương nhờ trong thánh giáo, pháp thầm thâm vô thượng như vậy, vô lượng chướng ngại ở đời sau, Phật đều biết rõ như hiện tại. Đời sau người hiền trì chánh pháp, chẳng kể thân mạng ở vắng vẻ, tu tập tuyên dạy chánh pháp này sẽ được mau thăng nơi thiện đạo. Lại này Xá Lợi Phất, đời sau lúc pháp sắp diệt, lại có chư đại Bồ Tát tu đại thừa, thực hành tỳ lê gia ba la mật, thấy các ác chúng sanh ấy phỉ báng quỷ diệt chánh pháp này, phải càng phát khởi sức chánh cần đại tinh tấn dũng mãnh, ở nơi pháp môn di diệu đại Bồ Tát tạng ân cần lắng nghe, thọ trì biên chép độc tụng, vì người rộng giảng dạy. Trong lúc ấy chư đại Bồ Tát phải phát khởi bốn ý tưởng. Những gì là bốn ý tưởng? Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát ấy nghĩ tưởng rằng người cha quý báu của ta chẳng bao lâu sẽ diệt. Vì cớ ấy nên Đức Phật Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, trong trăm ngàn câu chi na do tha vô số đại kiếp, chuyên cần tu tập những hành khó làm mới được tạng báo chánh pháp này. Thế nên ta phải phát khởi tinh tấn phụng trì pháp tạng này, rất phải khắp bảo trì lưu thông rộng rãi cho pháp bửu còn lâu chẳng diệt. Này Xá Lợi Phất, thí như có người chỉ có một đứa con trai nên rất cưng thương. Đứa con trai ấy đủ cả tướng phước đức, ngắm nhìn chẳng chán. Sau đó người ấy vì có việc dắt đứa con trai đi qua chỗ nguy nan, sợ con té ngã nên nắm ôm giữ gìn kỹ lưỡng, chớ để con trai ta té xuống chỗ hiểm nạn.
Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy cũng vậy, rất kính trọng tinh thờ nơi Phật, chẳng bỏ pháp hữu vô thượng này, lòng luôn mong cầu niết bàn thanh tịnh, dầu ở ác thế mà có thể giữ lấy chánh pháp tối thắng. Này Xá Lợi Phất, nay Phật đem chánh pháp vô thượng nhân duyên Bồ Đề này phó chúc cho Đại Bồ Tát ấy. Này Xá Lợi Phất, thí như trong đời lúc đại quân đấu chiến, ít có ai vì bảo vệ quân chúng mà ở trước mặt trận, chỉ trừ trượng phu hùng mãnh quả cảm, đốc xuất quân kiêu dũng đứng trước mặt trận chống địch để bảo vệ quân mình. Này Xá Lợi Phất, cũng vậy, đời đương lai lúc chánh pháp diệt, những kẻ phá hoại chánh pháp hiện ra, có những người phát khởi thâm tâm ưa thích niết bàn, có thể ở nơi pháp bủ vô thượng này dẫn đến thọ trì chút ít yếu nghĩa. Phải biết người ấy chính là mặc áo giáp kiên cố chánh cần, phát khởi sức đại tinh tấn dũng mãnh, phá tan mặt trận quân ma. Này Xá Lợi Phất, nếu có người ở nơi kinh điển này dẫn đến thọ trì một bài kệ bốn câu, tùy hỷ khen ngợi rằng kinh điển này thiệt của Phật nói và rộng giảng dạy cho nhiều người, phải biết người ấy chính là tùy hỷ khen nói chánh pháp của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại vậy. Này Xá Lợi Phất, Như Lai chẳng nói người ấy được chút phần công đức quả báo, mà Như Lai nói người ấy hay thành tựu khối công đức lớn lượng đồng hư không. Như Lai nói người ấy là thiện nhân. Hạng thiện nhân như vậy rất là khó có, là người biết ơn, là người báo ơn. Người biết ơn báo ơn như vậy là trân bửu trong loài người. Này Xá Lợi Phất, đời đương lai lúc chánh pháp diệt, lúc ác ma hiện quay thế, nếu có chúng sanh ở nơi Phật tin trọng, chẳng bỏ thọ trì kinh này không rời, Phật đối người ấy là trượng phu đệ nhất, là thiền trượng phu, là thắng trượng phu, là kiện trượng phu, là đại trượng phu. Phải biết người ấy là bạn pháp tốt của Như Lai, chứ chẳng phải ác đảng trá hiện. Phải biết người ấy thực hành công hạnh chân thiệt. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phải tu tập chánh hạnh kiên cố cho đến chết không hề tạm bỏ, với Phật phải ân cần vệ hộ cho đến chết không hề tạm bỏ, với chánh pháp phải ân cần nhiếp thọ cho đến chết không hề tạm bỏ, với pháp không thậm thâm phải ân cần tinh hiểu cho đến chết không hề tạm bỏ. Đây là ở đời ác sau này Đại Bồ Tát phát khởi bốn pháp. Đời đương lai lúc pháp sắp diệt, lúc chánh pháp bị phỉ báng, lúc chánh pháp bị diệt, lúc đồ đảng phạm giới lớn mạnh, lúc đua nhau theo cầu ác chú thuật của thuận thế ngoại đạo, lúc kiếp trượt loạn, lúc kiến trượt loạn, lúc phiền não trượt, lúc chúng sanh trượt, lúc mạng trượt loạn, Đại Bồ Tát phải y chỉ nơi ba chỗ. Đó là phải ở A Lan Nhã, phải ở nơi dứt tranh chấp, phải ở nơi Phật Bồ Đề. Đời ác sau này Đại Bồ Tát phải y chỉ ở ba chỗ ấy để được đầy đủ tỳ lê gia ba la mật vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: chẳng xa lìa nơi pháp tối thắng, để hết khổ sanh lão bệnh tử, thường xuyên tinh tấn không vọng niệm, phải mau thành tựu tự tha lợi. Nếu ai đối với chánh pháp này nghe rồi thọ trì chánh tư duy, phải biết Phật là thầy của họ, còn họ là chân tử của Phật. Nếu chẳng lắng nghe chánh pháp này, dầu nghe chẳng trụ chánh tư duy, người ấy sẽ đến các ác đạo, như các dòng nước chảy về biển, trăm ngàn câu chi do tha kiếp, chư Phật xuất hiện rất khó gặp, dầu được tạm gặp chẳng tin thờ, sẽ theo ác ma làm điều ác. Lại này Xá Lợi Phất, quá khứ 91 kiếp có Phật xuất thế hiệu Thắng Quán Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Trong pháp hội của Phật Thắng Quán có 6 tỳ kheo kết đoàn thường làm ác hành. 6 tỳ kheo ấy tên là Thiện Kiến, Thiện Lạc, Quan Hỷ, Điều Thiện, Tô Du Giá và Quả Thiên Thọ. Các tỳ kheo ấy luôn nói phi pháp, có ngã, có nhân, có thường, có đoạn. Họ đến chỗ kính đáo bàn mưu rằng: chúng ta phải đều riêng đi dụ hóa mỗi người cách đạp trăm nhà làm đồ đảng, lại khiến trăm nhà truyền cáo quyến thuộc, các quyến thuộc truyền cáo thân nhân, hoặc có thể sẽ đến 5.000 nhà. Bàn mưu xong, họ chia nhau đi giáo hóa các làng, các chợ, hoặc đến Dương Đô, hoặc đến Lân Quốc. Nhà nào họ cũng đều ghé, chẳng nói chánh pháp
mà quỷ bán Phật trước hết.